はい、皆さん、こんにちは。先生、こんにちは。皆さん、こんにちは。こんにちは。Hôm nay chúng ta cùng nhau bắt đầu vào bài số 4. Hôm trước chúng ta học bài số 8 đúng không nào? Hôm nay chúng ta học bài số 4 nhé. Ok. Trước khi vào bài số 4 thì mình có một vài câu hỏi như thế này. Hôm qua em có học bài không? Hôm qua em có. Có à? Tú hôm qua có học bài không? Có. Có à? Nhưng hôm qua, sáng ngày mấy giờ dậy? 7 giờ ạ. 7 giờ dậy à? Vâng. Đấy, những cái câu hỏi vừa rồi đúng không? Chúng ta gì nhỉ? Vừa nói bằng tiếng Việt đúng không? Tuy nhiên sau khi học xong bài này thì chúng ta sẽ nói được bằng tiếng Nhật đúng không? Hôm qua em có học bài không? Được thế nào? Em có học bài không? Ngày dậy lúc mấy giờ đúng không nào? Ok? Sáng nay em dậy lúc mấy giờ? Để em hỏi Tú, sáng nay em dậy lúc mấy giờ? Được chưa nhỉ? 7 giờ đúng không? Em dậy lúc 7 giờ? Được thế nào? Đấy, bài học ngày hôm nay thì nội dung sẽ có như thế này. Cách đếm giờ phút, chúng ta sẽ học giờ phút này. Xong thì chúng ta học các thứ này, thứ hai, thứ ba, thứ tư đấy, được chưa? Rồi chúng ta chuyển sang động từ. Đấy, bài này có một khác chủ yếu quan trọng là bài hôm nay là sẽ là động từ nhé nhá. Okay. Là cách chia động từ. Sau đấy thì động từ dạy lúc mấy giờ này đúng không? Bắt đầu lúc mấy giờ này đúng không? Kết thúc lúc mấy giờ, được chưa nào? Hay là từ mấy giờ đến mấy giờ? Đấy, rất đơn giản thôi, được chưa nào? Đấy, vậy thì chúng ta cùng nhau bắt đầu đi vào phần đầu tiên, đó là cách đếm giờ phút, được chưa nào? Bây giờ là mấy giờ? Bây giờ là mấy giờ đây này? Bây giờ là mấy giờ vậy? Hãy câu này. Ima nanji desu ka? Các đọc. Ima nanji desu ka? Ima nanji desu ka? Ima nanji desu ka? Ima nanji desu ka? Cái chỗ này hơi thừa. Nhưng nào không cần để ý làm gì. Chờ nhớ ima nanji desu ka? Đúng không? Bây giờ chúng ta bây giờ là 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ chẳng hạn đúng không? Ichiji desu. Tôi gọi là nhé. Ima ichiji desu. Được chưa? Phừng hay là phừng ấy, phừng hừng ấy, được chưa? Bây giờ mấy phút? Cái này không quan trọng đâu, quan trọng là con nhớ cho mình. Ima nanji desu ka? Bây giờ là bây giờ, được chưa nào? Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào gì nhỉ? Phần gì? Cách đếm giờ, được chưa? Đây mình ghi sẵn đây, số đếm cộng với lại là gì? Gì một giờ sẽ là gì nhỉ? Ichiji. Đúng rồi. Ichiji. Hai giờ sẽ là? Niji. Niji. 3 giờ sẽ là? Sanji. Sanji. 4 giờ sẽ là? Yongji. Yongji đúng không? Yongji. Hai, Yongji đấy. Tuy nhiên Yongji là sai. Được chưa nào? Bởi vì đây, mình sẽ có một vài chữ đặc biệt, đúng không? Có 3 cách biến âm về giờ. Ví dụ số đến chúng ta 1, 2, 4, 5, 6, 10. Bình thường chúng ta sẽ học là Chini, San, Yong. Yong đúng không? Go, Độc, Cư. Số 7 sẽ là Nana đúng không? Số 9 sẽ là Q đúng không nào? Tuy nhiên về phần đếm giờ thì 4 giờ, 7 giờ, 9 giờ sẽ khác. Được chưa nào? Hay 4 sẽ là Yo. Yo. Yoji. Yoji. Được chưa? 7 giờ không phải là Nana-ji mà sẽ là Si-chi. Si-chi-ji. Được chưa? Hiểu chưa? Si-chi-ji. Si-chi-ji. 9 giờ sẽ là Gu-ji. Gu-ji. Được chưa? 4 giờ sẽ là Yoji. Zo không phải Zo mà là Yoji. Yoji. Đọc yo 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 gì yo gì đọc yo 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 hơi cao lên một tí thì sẽ nó ngắt đi, nó không thành yo được, nghe chưa? Yo 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 gì 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 gì yo gì yo gì ok là vậy. 1 gì 1 gì 2 gì 2 gì 3 gì 3 gì 4 gì 4 gì 5 gì 5 gì 6 gì 6 gì 7時 8時 8時 9時 9時 10時 10時 11時 11時 12時 12時 OK? 13時 14時 ですね 4時 で、15時は何ですか? 13時 14 14時 ですね この14時は14時14時 ですか? 17時 19時 ですね はい 比如我们心脏の場合だろうな được chưa nào? Hai chuyển sang đến phút này. Phút này bao nhiêu phút thì là năm gì? Năm phần gì cả? Được chưa? Năm phần gì cả? Giờ đây là đến phút này. Năm phần gì cả? Năm phần gì cả? Bao nhiêu phút đấy? Được chưa nào? Năm phần gì cả? Hai số đếm cộng với lại hưng đó là hưng 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 bừng bừng hưng hưng bừng bừng hưng hưng bừng bừng như thế nào đây? Tất cả những số này sẽ là gì đây? Bừng bừng được chưa? Còn lại những số là chưa có sẽ là gì đây? Hưng hai này mấy đây?
5 này. 7. 7 này. 9. 9 này sẽ là hừng được chưa? Cộng với là hừng. Được chưa nào? Hey. Còn lại sẽ là bừng bừng. Đấy, giao đọc nhá. Íp bừng. Íp bừng. Íp bừng. Íp bừng. Ni hừng. Ni hừng. Ni hừng. Ni hừng. Sam bừng. Sam bừng. Sam bừng. Sam bừng. Yông bừng. Yông bừng. Yông bừng. Yông bừng. Go hừng. Go hừng. Go hừng. Go hừng. Lốp bừng. Lốp bừng. Lốp bừng. Lốp bừng. Na na hừng. Na na hừng. Na na hừng. Na na hừng. Háp bừng. Háp bừng. Háp bừng. Háp bừng. Kiêu hừng. Kiêu hừng. Kiêu hừng. Kiêu hừng. Giúp bừng. Giúp bừng. Giúp bừng. Giúp bừng. Thỉnh thoảng người ta cũng sẽ nói là zip bừng cũng được. Zip. Zip bừng. Zip bừng. Zip bừng. Zip bừng. Nào được. Ok. Hoặc là chúng ta có thể giở sách cái phần gì nhỉ? Phần ngày giờ đây này. Đằng sau có phần trang bao nhiêu? Trang 166 cuốn sách gì nhỉ? Đây. Sách Milano Neo có bản dịch tiếng Việt này. Được chưa? Trang 166 này. Nói về giờ và nói về ngày tháng nhá. Ok. Thời gian này. Tôi sẽ nhìn đây các bạn nào vẫn còn phân vân cái sai á thì các bạn nhớ giở sách ra xem lại được chưa nào, ăn chưa? Các bạn lần nữa là íp bừng. Íp bừng. Ni hừng. Ni hừng. Ni hừng. Ni hừng. Sam bừng. Sam bừng. Sam bừng. Sam bừng. Yông bừng. Yông bừng. Yông bừng. Yông bừng. Go hừng. Go hừng. Go hừng. Go hừng. Lốp bừng. Lốp bừng. Lốp bừng. Lốp bừng. Na na hừng. Na na hừng. Na na hừng. Na na hừng. Háp bừng. Háp bừng. Háp bừng. Háp bừng. Kiêu hừng. Kiêu hừng. Kiêu hừng. Kiêu hừng. Giúp bừng. Giúp bừng. Giúp bừng. Giúp bừng. 11 phút là gì? Giu íp bừng. Đúng rồi, giu íp bừng. Giu ni hừng. Giu sam bừng. Giu yong bừng. Giu go hừng. Bắt đầu hừng. 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 Bừng. 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 Hừng. 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 Ni hừng. Ni hừng. Go hừng. Go hừng. Go hừng. Go hừng. Giúp bừng. Giúp bừng. Giúp bừng. Giúp bừng. Go hừng. Go hừng. Go hừng. Go hừng. Giúp bừng. Giúp bừng. Ok. Mình cho các bạn luyện tập nhiều bởi vì sao? Bởi vì trong khi mà nói giờ hỏi giờ thường thì chúng ta dùng cái số chẵn 5, 10, 15, 20, 30 để nói như nhá. Nên là cái cơ hội để nói những cái này nó cũng rất là ít. Nên là các bạn nhớ cái này xong được. Các bạn nhớ cho mình 5, 10, 15, 20. Được chưa? 25, 30 được chưa? Đây, đang đọc. Hay. Nào, tất cả mọi người cùng đọc nhá. Ok. Xe nó. Go hừng. Go hừng. Giúp bừng. Giúp bừng. Giúp bừng. Giúp bừng. Giu go hừng. Giu go hừng. Xe nó. Giu go hừng. Giu go hừng. Ni giúp bừng. Ni giúp bừng. Ni giu go hừng. Ni giu go hừng. San giúp bừng. San giúp bừng. San giu go hừng. San giu go hừng. Dông giu. Dông giúp bừng. Dông giúp bừng. Dông giu go hừng. Dông giu go hừng. Go giúp bừng. 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 Go giu go hừng. Go giu go hừng nhé. Go giu go hừng. Thế nào? Hãy đọc lại. Go hừng. Go hừng. Go hừng. Go hừng. Giúp bừng. Giúp bừng. Giúp bừng. Giúp bừng. Giu go hừng. Giu go hừng. Ni giúp bừng. Ni giúp bừng. Ni giu go hừng. Ni giu go hừng. San giúp bừng. San giúp bừng. San giu go hừng. San giu go hừng. Yong giúp bừng. Yong giúp bừng. Yong giu go hừng. Yong giu go hừng. Go giúp bừng. Go giúp bừng. Go giu go hừng. Go giu go hừng. Được chưa nào? Hay. Bởi vì người Nhật người ta rất là ít nói kém á. Người Việt Nam mình cũng nói kém nhưng mà người Nhật người ta ít nói kém. Cho nên nói kém cũng có cách nói kém. Giờ mình sẽ dạy ngay. Ví dụ như nào? Ví dụ chúng ta sẽ là 3 giờ 5 là gì đây? San ji go hừng. Đúng rồi, san ji go hừng đúng không? San ji go hừng đấy nhé. Bây giờ sẽ là 3 giờ kém 5. Bình thường 3 giờ kém sẽ là 2 giờ 2 năm, 2 giờ 5 năm đúng không? Ni ji go jiu go hừng. Go jiu go hừng đúng không? Sẽ bằng là gì? 3 giờ kém 5 sẽ là gì đây? San ji. 3 giờ nào? 3 giờ kém 5 là gì nhỉ? Kém 5 là... San ji này. Cũng là go hừng đi. Ok. Go hừng. San ji go hừng. Thêm chữ mai vào đây. Mai là trước. Mai. Mai. Sẽ là kém. Mai. Đây. Mai. 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 San ji go hừng 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 mai. Được chưa? Còn bình thường ta cứ nói này 3 giờ 5 này. San ji go hừng.
bao giờ cái nó sẽ san gì san gì go hồng mai được chưa? Ok, bao giờ chúng ta sẽ nói cái này ni gì wo ji go hồng des được chưa nào? Ok chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang gì một phần nữa, đó là thêm những ý từ liên quan, đó là gì nhỉ? Ví dụ rưỡi chẳng hạn, một rưỡi đúng không? Thế là gì đấy? Chi chi si si này san chu bung hăng 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 sẽ là rưỡi nhỉ? Trong sách có ghi không? Từ vựng có ghi đúng không? Hăng đúng không? Có rưỡi chi si hăng chi si hăng chi si hăng chi si hăng. Ok, mười rưỡi Diu Di Hằng được nhé. Hai. Hai. Bảy rưỡi. Si Chi Di Hằng. Ngoài Si Chi Di Hằng được nhé. Không phải là na đâu nhá. Si Di được nhé. Chín rưỡi là. Cư Di Hằng. Ừ, Cư Di Hằng được nhé. Ok. Vô giây là gì nhỉ? Sáng. Sáng đúng không? Hai. Ví dụ chúng ta sẽ nói là bảy giờ sáng. Được chưa nào? Bảy giờ sáng thế là gì đây? Vô giây. Cho từ vô giây trước. Vô giây. Vô giây. Si Chi Di. Si Chi Di được nhé. Vô giây. Si chi gì? Đây là tiếng Hán này này. Vô giải si chi gì? Thế thế nào? Số 7 người Nhật người ta sẽ viết như thế này. Ok. Giống chữ. Giống chữ cư đúng không? Số 7 sẽ viết như này nhé. Si chi gì? Ok. 12 giờ sáng. Vô giải. Giù ni gì? Vô giải ni gì? Giù ni gì? Tiếp theo. 5 giờ chiều. Gogo, gì đấy nhé, dạ, gogo gì, được chưa nhỉ? Đây 5 giờ chiều nhé, hoặc là chúng nó đang nói là 11 giờ, 11 giờ chiều, ai nói không? 11 giờ trưa, 11 giờ tối đúng không? Đấy. Tuy nhiên thì gogo gì, gogo là nó phân biệt thì từ 11 giờ, 0 giờ này đến 12 giờ này, xong bắt đầu từ 13 giờ. Từ 12 giờ trở đi bắt đầu là đến 11 giờ rưỡi, 12 giờ kém, gần 12 giờ tối ấy. Được chưa? Được chưa? Rồi, thì sẽ là Gogo. Ví dụ nào nó nói 10 giờ tối chúng ta có thể nói là Gogo Juicy. Được chưa? Đến 10 giờ tối ấy, được chưa? Hai. Hoặc là chúng ta sẽ dùng từ yô lực này được. Yô lực, được chưa? Yô lực Juicy. Được chưa nào? Yêu lực diêu diêm là 10 giờ tối. Ok chưa? Yêu lực diêu diêm. Được chưa? Được chưa? Ok. Có ai hỏi gì không? Thầy ơi, vậy 0 giờ là gì ạ? 0 giờ, 0 giờ có nói đúng không? 0 giờ, 0 giờ là gì? D là gì đây? D là ví dụ. Ví dụ. Đúng không? Rê đúng là rê, rê là ví dụ đúng không? Thì rê gì? Lazy, không giờ, hai, không nói zero gì mà là lazy, lazy, nghĩa là không giờ đấy, lazy đấy, lazy, lazy, lazy đấy, ok chưa? Hai, lazy, được chưa? Chúng ta sẽ luyện tập, hai, ima nan gì desu ka? Được chưa? Ima nan gì desu ka? Bắt đầu, ima nan gì desu ka? 今何時ですか? OK. Bây giờ chúng ta sẽ chơi trò chơi, được chưa? Mình sẽ ở bên Việt Nam và gọi điện cho bạn, coi như là các bạn đang sống ở nước ngoài, được chưa? Hey. 10 câu, được chưa nhỉ? Mỗi người 10 câu một, được chưa? Bây giờ là mấy giờ? Các bạn nhớ nghe cho em nhé. Xem nào, bạn ấy đang nói được mấy giờ? Hai người nghe xem đang nói được mấy giờ, được chưa? OK. もしもし、あのあの、いや、もしもし、Thúy さんですか？はい。はい。今何時ですか？今、夜、11時、19分です。夜、11時、19分です。あ、じゃあ、夜、11時、19分。11時、あ、もう、あ、11時、19分です。11時19分。ね。今夜11時19分です。はい。でな、はい。11時19分です。はい。もしもし、どうしたんですか？はい。今何時ですか？
Ima gozen sanji han desu. Oh, gozen sanji han desu. Có này dễ rồi đúng không? Sanji han ba rưỡi. Gozen là sáng á. À, ba rưỡi sáng đúng không? Ima gozen sanji han desu. Hai. Moshi moshi, Nyun san desu ka? Hai. Ima nanji desu ka? Ima gogo nishi han desu. Gogo nishi han desu. Nishi han desu. Hai rưỡi. Hai rưỡi chiều đúng không? À, 今午後2時半です。で、太陽、もしもし、ティさんですか？今何時ですか？今、午前8時です。午前8時です。簡単ですね。アンダさん。もしもし、どうしたんですか？今何時ですか？今、夜、10時です。今、夜、10時半です。半ですね。はい、10時半です。いいですね。はい、出たよ。ニョン、ニョンさん、今何時ですか？今、午後は3時10分です。今、夜、あ、午後。午後。3時10分です。10分です。10分です。10分、10分、10分。まだもう一個、どんな？はい、午後3時10分です。で、何時ですか？今。今。大変。今何時ですか？いい子だ。今、午前5時25分です。はい、今、午前5時25分です。あ、ちょびざいわ、なんぞ、いろんなのがいなのか。はい、どうさ、今何時ですか？今、夜、9時です。はい、夜、9時です。どうさ、現在どうですね。現在どう？で、4。今、午前7時の18分です。18分ですね。はい、7時18分。で、来い。バイザーだな、バイザー。バイザー。バイザー。さあ、ほら。で、行こう、また来い。今、午後、10時25分です。10時じゃないよ。よ。よ。ごめん、そうね。4時25分です。はい。あ、じゃないな、ふんですね。みんな。オッケー、ふんで、ふんでじゃ。ふん、ふん、ふん、ふん。何や10分半ですね。25分です。できな。はい。はい。OK。未来、chúng ta đã xong rồi nhá。thời gian rồi đúng không？giờ và phút rồi, bây giờ chúng ta chuyển sang thứ được chưa nào？thứ ですね。anh là thứ thì trong từ vựng đã dạy rồi, bây giờ chúng ta ôn lại lần nữa được chưa？はい。はい。さあ、なんだ？月曜日。月曜日。月曜日。月曜日。火曜日。火曜日。水曜日。水曜日。木曜日。木曜日。金曜日、金曜日、土曜日、土曜日、日曜日、日曜日、日曜日、日曜日、いいのか？月曜日、火曜日、そうじゃないよ。火曜日、水曜日、木曜日、そうじゃないよ。木曜日、金曜日、土曜日、日曜日、日曜日、じゃあ、じゃあ、よよよよよ、よよよよ、じゃあ。よろしくお願いします。つまり、ゾロシグラ。よよ、ゾ。よ。でか。よろしく。はい。じゃあ、私のあれで。みんな、ここにおかおるま。え、ほんまにな、つむい、ね、まいな、つむい、ね、ま。え、きな、つむい。で、じゃあ、ね、はい、な、ね、ばにゅう、ね、な、ば、つむい。な、はい。ね、じゃあ、ごめんなさい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 、ごめんBài này, bài này ạ? Bài năm. Bài năm đúng không? Sau này chúng ta sẽ cái gì đó là gió xong than dô bị đúng không nào? Than dô bị ạ? Nan dô bị để ska đúng không? Thì. Được chưa nào? Thì. Nani nani dô bị để ska? Các đầu, nan dô bị để ska? Nan dô bị để ska? Ví dụ như này, câu đầu tiên đúng không? Kyo wa nan dô bị để ska? Kyo wa. Kyo wa nan dô bị để ska? Thì chúng ta sẽ hỏi là gì nhỉ? Hôm nay. Hôm nay là thứ mấy thì ta sẽ nói nha.月曜日。月曜日。じゃあ、chúng ta coi hôm nay là 月曜日でいいね、じゃあ。はい。じゃあ、chúng ta、ngày mai là thứ mấy này。明日。明日は ngày mai。だって、ngày mai là thứ mấy đi。明日は何曜日ですか？あれ、どう？どうさん？どうさん。明日は何曜日ですか？火曜日です。火曜日じゃん。どうはね、ngày kia là ngày mai。おにゅう。明さては何曜日ですか？水曜日です。あさっては何曜日ですか？水曜日です。なあ、はい。明日は何曜日？火曜日です。
明後日は何曜日ですか?水曜日です。はい。はい。はい、手伝いをね。 じゃあ、 例如今天是thứ năm,được chưa? 今日は木曜日です。じゃあ、次に行きます。土さん。はい。明日は何曜日ですか? 金曜日です。金曜日です。明日は金曜日で。で、どうも。明日は何曜日ですか? 土曜日です。金曜日。明日は何曜日ですか? って言わないな、金曜日。いや。 明後日は何曜日ですか? 金曜日です。明後日は土曜日ですね。明後日は土曜日です。特色は今日は何曜日ですか?今日は木曜日です。今日は? 今日は金曜日です。金曜日です。はい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 。は
hôm nay chúng ta chủ yếu từ giờ đến bài 10 chúng ta sẽ học động từ về dạng mắt sự. Được chưa nào? Động từ thì nó có nhiều dạng lắm, được chưa? Tuy nhiên dạng mắt sự này là dạng lịch sự, được chưa? Trong tiếng Nhật mình đã nhắc rồi, khi mà nói thì người ta mất cái từ watashi đi, được chưa? Ok, watashi đi. Nên là gì? Chúng ta sẽ cần phải lịch sự. Lịch sự là gì nhỉ? Lịch sự là dạng lịch sự của danh từ đúng không? Của tính từ đấy đúng không? Lịch sự đúng không? Và khi mà chúng ta muốn nói một từ liên quan có động từ thì chúng ta chia dạng mắt để thể hiện tính lịch sự. Được chưa nào? Này. Ví dụ, tối nay em sẽ ngủ chẳng hạn. Tối nay là gì đây? Yo con công bang đúng không? Có từ công bang đúng không? Công bang. Công bang. Công bang. Watashi wa nemasu, nhưng mà chúng ta sẽ bỏ từ watashi, chúng ta sẽ nói công bang nemasu. Công bang nemasu. Tối nay em ngủ không đúng không? Công bang nemasu ka? Công bang nemasu ka? Đúng không? Công bang nemasu ka? Ví dụ hôm qua, hai hôm nay mấy hôm nay chẳng thấy em ngủ gì cả. Công bang nemasu ka? Đúng không? Đúng không? Công bang nemasu. Công bang nemasu ka? Được chưa nào? Hey. Ok. Asta benkyou shimasu ka? Đúng không? Asta là ngày mai, ngày mai có học không? Em có không? Cái từ shimasu này tương đương với từ em, anh, chị nhớ nhá. Ok. Này, con gì nhỉ? Sư này, động từ thể từ điển này nhá. Các bạn học dạng mát này thì các bạn đánh tất cả chữ mát sự này vào từ điển thì dễ, không tra được từ điển. Được chưa? Hay. Khi chúng ta thì chia nó về dạng từ điển này thì chả trong từ điển. Được chưa? Từ điển hay là người ta hay gọi là dạng gốc á. Từ nhà dạng gốc hay dạng từ điển. Tuy nhiên cái này chúng ta học ít từ vựng quá nên là mình không thể chia được. Chưa dạy các bạn cách chia được. Được nhỉ? Nên là chúng ta học đến bài 10 ấy, nhiều động từ xong mình sẽ dạy cách chia thôi nhá. Vì học động từ gốc rất là quan trọng. Thế nào? Đến bài 10 chúng ta sẽ học những cách chia về thể từ điển. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ học động từ mát đọc lại. Năm động từ này chúng ta có trong từ vựng mà. Từ mới nào? Có tên là benkyou shimasu. Benkyou shimasu. Benkyou shimasu. Benkyou shimasu. Hatarakimasu. Hatarakimasu. Nemasu. Nemasu. Okimasu. Okimasu. Yasumimasu. 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 Ok. Hai. Nhớ không? Yasumimasu là gì? Nghỉ ngơi. Nghỉ đúng không? Nghỉ ngơi đúng không? Hai. Okimasu. Thức dậy. Dậy đúng không? Nemasu. Ngủ. Hatarakimasu. Làm việc. Benkyou shimasu. Học tập. Được rồi. Ok. Cách sử dụng của nó này. Đầu tiên chúng ta sẽ phải chia về động từ đã. Chia động từ về dạng gì? Dạng khẳng định, phủ định. Hiểu không? Nhìn đây hiểu không? Khẳng định đây đúng không? Khẳng định nó là cột này đúng không? Khẳng định này đúng không? Đây là phủ định. Đấy nhỉ? Khẳng định ở tương lai này. Khẳng định ở tương lai. Đấy nhỉ? Và hiện tại. Thường cái hiện tại này cũng nói được, nhưng mà hầu hết cái này các bạn nhớ cho mình nó tương lai nhé. Mà sẽ. Khi mà nói sima tức là hành động này cũng chưa xảy ra. Được chưa? Nên là nếu mà bạn tối nay có ngủ không thì dùng từ này đúng không? Konban tối nay vẫn chưa xảy ra đấy, hay là ngày mai asta đúng không? Ngày mai có học không? Ngày kia có học không? Ví dụ hôm nay thứ sáu thì chúng ta có thể chủ nhật có học không?
Nichiyobi, đúng không? Bekyo shimasu ka? Đúng không? Hai, yasumimasu ka? Được chưa nào? Hai. Phụ thuộc vào gì nhỉ? Vào cái trạng từ chỉ thời gian ấy. Được chưa nhỉ? Ok. Thì sẽ shimasu, được chưa nào? Còn chúng ta phủ định cũng là tương lai như thế, chúng ta phủ định không, không học đâu, mai không học đâu. Asta benkyou shimasen. Shimasen. À đọc mas. Mas. Masen. Masen. Mas. Mas. Masen. Masen. Benkyou shimasu. Benkyou shimasu. Benkyou shimasen. Benkyou shimasen. Được chưa? Hey. Quá khứ là gì? Đã xảy ra rồi đúng không? Ví dụ ban nãy vừa nãy bắt đầu từ ban nãy vừa nãy đúng không? 2 phút trước, 1 phút trước là gì? Quá khứ rồi đúng không? À. Ví dụ hôm qua. Sáng nay. Đúng không? Ví dụ hôm nay thứ 7 đúng không? Thứ 6 này, kia bị này đúng không? Một kia bị này, ngược ngày đúng không? Ngày trước khi mà mình học tiếng Anh cái thứ hồi còn nhỏ, thầy cô giáo không nói những cái này nên là mình cũng chả biết được khi nào dùng gì, dùng quá khứ, khi nào không dùng tương lai. Quan trọng là cái thời gian đấy chứ. Thời quá khứ sẽ là gì nhỉ? Master. 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 Liệu hôm qua không học như thế nào? Kino. Benkyou shimashita. À hôm qua có học thì đúng không? Hôm qua có học. Kino. Kino. Benkyou shimashita. Đúng không? Hôm qua không học thì ra là như này. Masen deshita. Masen deshita. Masen. Masen deshita. Deshita. OK. Benkyou shimasen deshita. Benkyou shimasen deshita. OK. Tối qua em không ngủ. Kino no ba. Hay là dùng một từ này khác. Yube đi. Yube. Tối qua. Tối qua em không ngủ là thế nào tu? Yube nemasen deshita. Yube nemasen deshita. Tối qua em không ngủ. Yube. Vì hôm qua là ngày 14 tháng 2 Valentine. OK chưa? Đọc lại nào, đọc lại lần nữa. Mas. 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 Masen. 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 Masta. 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 Masen deshita. Masen deshita. Masen deshita. Masen deshita. OK. Ví dụ. Đây. Ví dụ này. Hai, chúng ta bước vào ví dụ này. Ví dụ này dễ rồi đúng không? Thúy đọc cái nào nào. Ashita. Benkyou shimasu. Ashita benkyou shimasu. Hoặc là chúng ta có thể benkyou shimasu ka hỏi đúng không? Hỏi đúng đi. Tú sang. Ashita. Benkyou shimasu ka? Hey, benkyou shimasu. Nai, đúng không? OK. Tiếp theo, hỏi tiếp đi. Nhung san. Kyo benkyou shimasen ka? Lại đi, benkyou shimasu ka, hỏi đi. Nhung san. Kyo benkyou shimasu ka? Kyo benkyou shimasen. Đúng không? Kyo benkyou shimasen, đúng không? Hey. Đặt một câu hỏi đi, em đặt một câu. Tú sang. Kino benkyou shimasu ka? Masutaka. Tú sang. Kino benkyou shimashita ka? Hai, benkyou shimashita. Được chưa? Hiểu chưa? Hai, kino benkyou shimashita ka? Tiếng Việt mình hỏi đơn giản thôi. Tú ơi, hôm qua có học không? Không. Đúng không? Có. Có học, không không học. Được chưa nào? Hai. Ví dụ ta muốn nói một câu là gì nhỉ? Ngày hôm kia cũng không học. Otoi benkyou shimashita. Masen deshita. Otoi benkyou shimasen deshita. Otoi benkyou shimasen deshita. Nhưng mà cũng không học sẽ thêm mô được đúng không? Otoi mô benkyou shimasen deshita. Thế nào? Hai. Asta hatarakimasu ka? Đúng không? Này này, mai đi làm không đấy? Mai làm việc, làm việc thì tương đương từ đi làm, người Việt Nam hay nói từ đi làm đúng không? Asta hatarakimasu ka? Hai. Hai hatarakimasu. Được chưa nào? Hai hatarakimasu. Hai tiếp theo này, hai người cai hoa con này, Nhung với Tú là cai hoa này, Nhung hỏi đi. Kino hatarakimasta ka? Ie hatarakimasen deshita. Dịch sang tiếng Việt là gì nhỉ? Ngày hôm qua thì bạn có làm việc không? Hôm qua có làm việc không? Không, hôm qua không làm. Hôm qua không làm đúng không? Qua không làm đúng không? Qua Tú làm việc không? Không, hôm qua không làm. Thấy chưa? Thấy cơn giản thế không? Tiếp theo. Đây. Đây vẫn câu vừa nãy thầy hỏi. Thứ ý đây đúng không? Kyo. Nemasu ka? Hôm nay ngủ không? Nemasu. Ngủ như thế nào đúng không? Rất là nhiều. Rất nhiều ẩn dụ trong ngày đúng không? Hôm nay ngủ không? Ngủ.
ngủ không em đúng không? Ngủ không anh. Ngủ không phải ngủ với nhau là hôm qua anh thức đêm, hôm nay anh có ngủ không? Không, anh còn nhiều việc. Ok. Hai, anh có đá này. Ototoi, yasumimashita ka? Ie, yasumimasen deshita. Nghĩa là gì đây? Hôm kia, anh có nghỉ không? Ngày hôm kia có nghỉ không? Không, kia không nghỉ. Hai, vẫn còn tiếp này. Vẫn còn tiếp này. Nhung nào? Nhung và Tú cây bạc này. Asta, benkyo shimasu ka? Ie, benkyo shimasen. Ie, benkyo shimasen. Hai, có mời Tú hỏi này. Tú hỏi Thúy nè. Asta, yasumimasu ka? Hai, yasumimasu. Đơn giản đúng không? Hiểu cách dùng rồi đúng không? Giờ chúng ta chuyển sang phần 5, phần tiếp theo đó là gì nhỉ? Làm cái gì đó vào lúc mấy giờ? Bữa nay chúng ta cái gì nhỉ? Làm việc vào lúc mấy giờ đúng không? Hay chúng ta sẽ bắt đầu vào lúc mấy giờ đúng không? Ngủ lúc mấy giờ? Lúc đấy. Đúng không? Lúc mấy giờ đấy. Sẽ dùng trợ từ làm gì ní. Đấy. Ní. Được chưa? Trợ từ thời gian này ní này. Để như nào? Ok chưa? Hey. Thời gian để nghe ní nào. OK. Nan gì ni các đọc. Nan gì ni nemasu ka? Nan gì ni nemasu ka? OK. Hai, ví dụ đây. Sáng nay 6 giờ em dậy. Sáng ngày. Bây giờ mọi người nói thật thời gian sáng ngày bây giờ dậy đi. Xin chào. Kesa nan gì ni okimasu ka? Nghe hỏi không? Nan gì ni okimashita ka? Kesa, shichi gì ni okimashita. Shichi ni okimashita. Tosan, kesa nan gì ni okimashita ka? Kesa, shichi gì han ni okimashita. Okimashita. Nan gì ni okimashita ka? Kesa, kuzi ni okimashita. Kuzi ni okimashita. Nhưng mà không là một tòa đúng không? Nhưng là một tòa. Kuzi là kuzi ni okimashita. Ok, dùng là rất là dài. Thế nào? Hai, ok. Đây, kino no ban ichi gi ni nemashita. Nghĩa là gì đây? Tối qua. Mashita nó dạng quá khứ rồi đúng không? Một giờ mới ngủ. Hôm qua em ngủ lúc 1 giờ rồi. Đúng không? Bây giờ con quay sang hỏi nhau đi. Hôm qua anh ngủ lúc mấy giờ? Kino no ban. Kino no ban nan gì ni nemashita ka? Kino no ban 11 gi nemashita. Ni, nhìn nhìn nhìn. 11 gi ni. 11 gi ni nemashita. 11 gi ni nemashita. Ngủ muộn thế. Khi mà trả lời thì chúng ta cũng không cần phải nói thêm mấy từ là kesa hay kino no ban nữa đúng không? Chúng ta chỉ cần nói 11 gi ni nemashita. Thế nào? Còn nữa đi, hỏi tiếp đi ạ. Đúng hỏi Thúy nào. Đêm mai sáng. Đêm mai ngủ mấy giờ thế? Thúy sáng. Kino no ban nan gi ni nemashita ka? Jiu gi ni nemashita. Hỏi lại. Thúy sáng. Kino no ban nan gi ni nemashita ka? Jiu ichi gi nemashita ka? Nemashita. OK. 11 gi ni nemashita. Hai. 11 gi ni nemashita. Ji ni nemashita. Nemashita. Ji na. Yep, kosoba ne. Hai, owarimasu no kuzi dai. Owarimasu. Nihon no kuzi dai. Ketoku no wa? Nihongo no mori. Tên công ty. Những công ty ngày trước ở bên Nhật trên YouTube cũng có như kia. OK. Nihongo no mori wa gozi han ni owarimasu. Tức là gì nhỉ? Kết thúc. Bốn giờ chiều. Đúng rồi, kết thúc vào lúc 4 giờ chiều. Thế nhỉ? Kết thúc vào lúc 4 giờ chiều. Bây giờ chúng ta dựa vào câu này thì chúng ta có thể đặt những câu như là ngân hàng gần nhà tôi, hay ngân hàng kết thúc vào lúc 5 giờ chẳng hạn. Nó kết thúc mấy giờ này? Hay là giúp Mori này kết thúc vào lúc 9 rưỡi này. Là câu là giúp Mori kết thúc vào lúc 9 rưỡi này nhỉ? 9 rưỡi tối á. Giúp Mori wa Joru Kuzi han ni owarimasu.
何時に終わりますか? OK? はい。本当は、座学結束の上座で? 座学。座学は授業。授業ですね。 授業は何時に終わりますか?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 授業は何時に終
chưa? Trong này không có đâu, chúng ta học thêm cái này. Hajimarimasu ka. Đây là zumori đấy nhé. Zumori wa nanji ni hajimarimasu ka? À, hôm nay anh zumori bắt đầu lúc mấy giờ ấy? Đúng không? Ừ. Thế là gì ạ? À, công ty anh zumori bắt đầu lúc 7 giờ sáng. Thúy nói nào. Sumori wa gogo sumori wa gozen shichi si ni hajimarimasu. Shichi ni hajimarimasu. Sumori wa shichi ni hajimarimasu. Tiếp theo, đúng không? Tối nay mấy giờ anh ngủ à? Câu này này. Konba nanji ni nemasu ka? Konba 11 si ni nemasu. Nhưng mà không biết thì nói nào? わかりません。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 わかりません
Ok, tiếp theo này, số 8 là gì đây? Kino no ba nanji ni nemashita ka? Con này hỏi chưa nhỉ? Tối qua. Ủa lúc mấy giờ thế? Rồi đúng không? Tối qua hỏi người ta. Câu 9 nào? Sumori wa nanji ni owarimasu? Vừa nãy sumori nào? Bắt đầu kết thúc lúc 9 giờ không phải 9 rưỡi chứ? 9 giờ tối ạ. Kuzi ni owarimasu. Được chưa? Con số 10 là gì đây? Nichiyobi ni hatarakimasen ka? Không làm vào chủ nhật, dịch ra đúng không? Không làm vào chủ nhật. Và gì đấy? Nghỉ báo thứ bảy, đối với vì nhỉ, yasumimasu. Tuy nhiên, đối với vì hatarakimasu, hatarakimasen, đối với các thứ trong ngày thì chúng ta không dùng đến được, nhớ cho mình nhé. Cái thời gian xác định, giờ mấy giờ, thì nhé, không thể dùng lý được, nhé. Nó có số, còn cái này, thứ ấy, nó không xác định này chứ, nên là chúng ta không cần dùng lý được. Ghi chú ý ở đấy, thứ thì có thể dùng lý hoặc không dùng lý được. Dùng được này chứ, không dùng được, thế thôi. Đấy, tiếp theo, cuối cùng là gì đấy? Karamare. Thời gian này, thời gian hay là địa điểm đúng không? Nhưng mà trong bài này chúng ta sẽ học về thời gian kara đúng không? Từ mấy giờ đến mấy giờ, đến nào? Hay là chúng ta có thể từ đâu đến đâu cũng được đúng không? Rồi, từ Hà Nội đến Nhật Bản. Đây nhá. Đây là từ mấy giờ đến mấy giờ, từ thứ mấy đến thứ mấy. Được chưa? Các đọc kara. Kara. Made. Made. Nanji kara nanji made? Nanji kara nanji made? Yeah, hoặc là sumori wa nanji kara nanji made desu ka? Được sau này thêm chữ desu ka luôn. Được chưa? Nanji kara nanji made desu ka? Được chưa? Nanyobi kara nanyobi made desu ka? Cũng được. Được chưa? Từ mấy giờ đến mấy giờ. Được chưa nào? Hay. Đây là gì đây? Tú đọc con này nào. Mainichi gozen shichiji kara gogo hachiji hachiji han made
Hatarakimasu. Dịch ra. Hàng ngày tôi làm việc từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối. Đúng rồi, hàng ngày tôi làm việc từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối. 8 giờ chiều không gì cả. Gỗ gỗ hay chứ gì không gì cả tối, được nghe chưa? Vâng. 8 giờ tối, đấy. Ok? Hãy. Nhiều mà. 3 tiếng. Đúng không? Hãy. Ok. Tiếp. Thúy nào? Getsujoubi kara kinjoubi made benkyou shimasu. Tôi học từ thứ hai đến thứ sáu. Tôi học từ thứ hai đến thứ sáu này nhé. Dùng. Shichijin han kara benkyou shimasu. Dùng nguyên kara đấy được chưa? Tôi học từ 7 giờ. Học từ 7 rưỡi đúng không? Shichijin han kara benkyou shimasu. Thế nào? Shichijin han kara. Tiếp đúng. 9시 한 말에 勉強 します. 네, 9시 한 말에 勉強 します. 네. 뭐야? 네, 남나. 네, 애초에야, 남나. 니혼고 노 모리 와 오젠 8시 から. 7시 から. 7시. 7시 から 夜 9시 までです. 夜 9시 まで. 나 좋으냐? 들어. 예. 졸 자스 자스미 히르 야스미 히르 자스미 와 히르 자스미 와 듀 이치지 한 가라 이치지 한 마레 데스 네 히르 야스미 시간 giờ nghỉ trưa từ 11 giờ đến 1 giờ. Từ 11 rưỡi đến 1 rưỡi. 11 rưỡi đến 1 rưỡi. Ok, từ 11 rưỡi đến 1 rưỡi. Ok. Kino Nancy kara Nancy made benkyou shimashita ka? Hôm qua bạn học từ mấy giờ đến à? Đúng rồi, bạn học từ mấy giờ đến mấy giờ? Hôm qua đúng không? Bạn học từ mấy giờ đến mấy giờ đúng không? Tối qua này ạ, tối qua hả? Từ 9 giờ đến 12 giờ đúng không? Hai. Hai tiếp nào? 8 nào, tí nào. Mainichi nanji kara nanji made nemasu ka? Mỗi ngày. Hàng ngày. Bạn ngủ từ mấy giờ đến mấy giờ? Từ mấy giờ đến mấy giờ đúng không? Tiếp theo, tí nào. Nanjoubi kara nanjoubi made yasumimashita ka? Nghỉ từ thứ mấy đến thứ mấy? Ví dụ nghỉ Tết chẳng hạn đúng không? Hay là nghỉ cái gì đó dài dài ngày đúng không? Hay là nghỉ từ thứ bảy đến chủ nhật chẳng hạn, từ thứ bảy đến thứ tư chẳng hạn đúng không? Hay. Tiếp theo. Ginko wa nanji kara nanji made desu ka? Ginko wa nanji kara nanji made desu ka? Na. Hai, ok, matome. Kết thúc rồi. Matome, tổng hợp lại đúng không? Phần 1 chúng ta đã học gì nhỉ? Hôm nay. Bây giờ Thời gian lý về mắt lúc mấy giờ đúng không? Lý là lúc đúng không? Hay bắt đầu từ từ đâu đến đâu, từ mấy giờ đến mấy giờ đúng không? Hay xong rồi. Hay khá là dài đúng không? Hay để buổi hôm sau bài số 5 thì cô Thanh cũng sẽ dạy này. Cô Thanh sẽ dạy chúng ta những cái bài 5, 10, 15, 20, 25 số đặc biệt. 5, 50. Được chưa? Số đặc biệt. Hay được chưa? Hay nghe nào. はい。皆さん、今日はありがとうございました。先生、ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、ありがとうございました。ありがとう、バイバイ。昨日のゾル、10時に寝ました。昨日の夜、10時に寝ました。授業は7時に始まります。授業は7時に始まります。増時4時自由増時14時月増日火増日水増日木増日月曜日火曜日、
水曜日木曜日。Ở trong bài này thì các bạn không được quên lưu ý cho mình phát âm của C hai phẩy thành G và âm ghép của nó, đúng không ạ? G, G chúng ta đọc nặng chứ không phải là G, G các bạn nhé. Hay là âm ghép của nó là J, đúng không ạ? Ví dụ 10 giờ sẽ là J, J, J. Các bạn thấy là cái phát âm của nó rất là nặng, đúng không ạ? Khi mà ghép với cả U thì nó cũng đọc là J, nặng chứ không phải chúng ta đọc là ziu, ziu zi là hoàn toàn sai các bạn nhé. 10 giờ phải là ziu zi, ziu zi. Tiếp theo đó là phát âm của yo, của chữ yo. Yo này thì các bạn chú ý là nó là ghép của hai chữ chúng ta đọc liền nhau, đó là i và o. Yo, 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 yo. Và nó thành âm yo các bạn nhé. Nhưng mà rất là nhiều bạn phát âm sai âm này thành zo, zo hay là ya cũng thế, ya thành ra hay là ziu, đúng không ạ? Ra ziu zo, cái này hoàn toàn sai các bạn nhé. Chuẩn của nó phải là ya yu yo, ya yu yo. Và ở trong bài này thì khi mà chúng ta đếm thứ, getsuyobi, kayobi, suyobi, chứ không phải là getsuzobi, kazobi, suizobi. Các bạn chú ý phát âm này nhá. Nếu mà chúng ta chưa quen thì các bạn có thể đọc từng cái một là i và o, io io io, và đọc nhanh thì nó sẽ thành yo chứ không phải zo các bạn nhá, tránh gặp phải lỗi này. Và cuối cùng thì chúng ta không được quên nhắc tới phát âm chuẩn của chữ zi. Zi khi mà chúng ta đếm thứ, đúng không ạ? Getsuyobi, getsuyobi ne. Hay là kyoshitsu, kyoshitsu, đúng không ạ?